Tyrone xấu xa. Bolen là một chú khủng long nhỏ. Nó sống với ba và mẹ trong một khu rừng đầm lầy lớn. Ở đó có nhiều khủng long con là hàng xóm của Bolen. Chúng chơi chung với nhau hàng ngày và Bolen thì thân thiện với tất cả họ. Tất cả họ ngoại trừ một. Tên nó là Tyrone hay Tyrone xấu xa như người ta thường gọi. Nó chỉ là một chú khủng long nhưng nó lớn hơn và mạnh hơn hầu hết những con khác. Nó thực sự là một kẻ bắt nạt. Nếu bạn đã từng thấy một lần, thực tế nó là một kẻ bắt nạt to lớn đầu tiên của thế giới. Tyrone đặc biệt thích kiếm chuyện với Bolen. Nó đánh đập và trêu chọc cậu ta và luôn luôn giật lấy bánh ăn liền hoặc bánh mì. Bolen cố gắng tránh xa lối đi của Tyrone, nhưng dường như cậu ta đi bất cứ đâu, Tyrone cũng đang chờ đợi cậu ta. Hàng đêm, Bolen có một thời gian khó ngủ. Nó suy nghĩ cách để né tránh Tyrone, có vẻ như vô vọng. Bạn bè của Bolen cố gắng giúp bạn phải kết bạn với Tyrone. Một ngày nọ, Terry nói với Bolen. Điều đó nói thì dễ hơn làm, Bolen nói. Làm sao để kết bạn với người mà trêu chọc và làm đau bạn hoài? Bạn phải tặng quà và tỏ ra quan tâm cậu ấy, Terry nói. Bolen suy nghĩ một lúc, nó sẽ tặng quà gì cho Tyrone đây? Nó nhớ lại Tyrone hay cướp bánh snack và bánh mì của nó. Một món quà cho Tyrone ư? Nó nói, chà, ít ra nó cũng đáng để làm thử. Trưa đó, Bolen đi tìm Tyrone. Đây, nó nói với giọng thân mật, quả là một ngày nóng nực. Tôi nghĩ bạn sẽ thích một cây kem nón ngon lành. Tyrone nhìn Bolen một lúc. Sau đó nó cười một cách cáu kỉnh. Kem cho tao hả? Nhìn thật là ngon. Tyrone cầm cây kem, sau đó nó úp lên đầu của Bolen và nghiền nát. Ha ha, Tyrone cười lớn và bỏ đi. Bolen có thể nghe giọng cười của Tyrone một lúc lâu, vang vọng xuyên qua khu rừng. Ngày nọ, Bolen nói với bạn Stella chuyện đã xảy ra. Bạn gặp chuyện này quá nghiêm trọng, Stella nói. Đừng để ý tới kẻ bắt nạt to lớn kia nữa. Khi hắn cố trêu chọc bạn, hãy tỏ ra bình thường thôi. Đó là điều duy nhất hắn sẽ hiểu. Bình thường khi mà bạn sợ hãi thì thật không dễ gì, Bolen nói. Nhưng tôi sẽ thử. Và lần tới, Bolen gặp Tyrone. Nó tỏ ra bình thản. Chào, đầu thằng lằn, Bolen nói lớn khi đi ngang qua Tyrone. Bánh mì của tôi thế nào? Bolen không hề để ý gì và cũng cố gắng không bỏ chạy. Nó vẫn đi bộ bình thường. Tao nghĩ tao sẽ giúp mình lần nữa, Tyrone nói. Nó dậm mạnh lên đuôi của Bolen, làm Bolen đánh rơi bánh mì. Bolen cố gắng không để chảy nước mắt, nhưng nó rất đau. Khi bạn của Bolen biết được Tyrone đã làm gì, họ đã giận dữ. Đã đến lúc chống trả, Stego nói. Tyrone đã gây rắc rối cho bạn đủ rồi. Bạn phải đứng lên và cho hắn thấy bạn cũng là khủng long. Bạn có thể thắng khi đấu lại hắn. Tyrone chỉ có cái miệng to thôi. Bolen cũng giận dữ. Bạn nói đúng, có thể mình sẽ đấu với hắn và dừng chuyện vô lý này một lần và mãi mãi. Được, hãy làm ngay nào. Bốn người bạn cùng bước đi tìm Tyrone. Bolen đứng đối mặt với Tyrone xấu xa. Nghe này, tên tàn bạo. Tôi đã chịu đựng sự bắt nạt của bạn đủ rồi. Lại đây và chiến đấu đi. Tyrone nhìn về phía Bolen, rồi nhe răng cười, nói. Ok, nếu mày muốn điều đó. Đó là một trận đấu rất nhanh. Bolen bé nhỏ không có cơ hội để chống lại kẻ địch. Mình xin lỗi, đó là một ý tưởng tệ. Tốt hơn bạn nên từ bỏ. Có những kẻ bắt nạt bạn không thể đấu lại. Bạn phải học cách sống cùng họ, bất kể bạn có thích hay không. Nhưng Bolen thì không thích. Phải có cách để chống lại một kẻ bắt nạt. Nó nghĩ, nó vẫn suy nghĩ tới khi mặt trăng lên cao và những ngôi sao phủ kín cả bầu trời. Đột nhiên nó mỉm cười, một nụ cười to. Có rồi, nó nói với chính mình. Sau đó nó cuộn người và ngủ đi nhanh chóng. Sáng nọ, Bolen lấy bánh mì và đi vào khu rừng đầm lầy như mọi khi. Không lâu sau, nó bị Tyrone bắt gặp. Một chiếc bánh mì khác cho tao hả? Tao hy vọng nó sẽ ngon. Vừa nói, hắn liền chụp bánh mì khỏi tay Bolen và nuốt chửng bằng cái miệng to. Bolen bước đi thật nhanh khi có thể. Đột nhiên nó nghe một tiếng gầm rú kinh khủng. A! Đó là Tyrone. Ngọn lửa to lớn phun ra từ miệng nó. Cứu! Tôi đang cháy! Hắn hét lên. Tôi sẽ chết mất. Tôi bị trúng độc. Cứu! Vô lý, Bolen nói với một nụ cười. Đó chỉ là bánh mì.
Tôi không biết bạn quá nhạy cảm. Tôi thì thích bánh mì quét hai lớp ớt cay thật dày. Thật tệ, bạn thì không. Nó đi một vòng rồi bỏ đi trong sự than van rên rỉ của Tyrone ở đằng sau. Kể từ đó, Tyrone giữ tránh xa khỏi Bolen khi có thể. Bolen chơi vui vẻ hạnh phúc với các bạn mình trong rừng đầm lầy cả ngày. Và nó không bao giờ còn gặp vấn đề với giấc ngủ buổi tối nữa. Thật lâu sau này, vài nhà khoa học đã tìm thấy Tyrone xấu xa. Nó trông hơi khác một chút, nhưng nó vẫn còn đó nụ cười cáu kỉnh trên gương mặt của mình. Bài học rút ra từ câu chuyện: đối với những kẻ to lớn hay bắt nạt, chúng ta phải dùng mưu mẹo và sự thông minh để đối phó với họ. Câu chuyện đến đây là hết. Chúc các bạn vui. Hy vọng các bạn đăng ký kênh để ủng hộ.